ngày 17 tháng 1, thị xã Sa Pa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đô thị xây dựng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, lĩnh vực đô thị xây dựng tại Sa Pa được triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả. Thực hiện đề án Sa Pa sạch, đã có hơn 400 đợt giao quân được tổ chức, thu hút trên 69.500 lượt người tham gia, thu gom trên 27 tấn rác thải các loại. Các địa phương đã xây dựng được 7 lò đốt rác tập trung, 16 mô hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, triển khai gắn biển 51 điểm vệ sinh miễn phí phục vụ du khách. Về công tác quản lý đất đai xây dựng đô thị, trong năm phát hiện 207 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự xây dựng và pháp luật về quản lý đất đai. Lực lượng chức năng thị xã đã lập 174 biên bản vi phạm hành chính, vận động 33 trường hợp tự nguyện tháo dỡ công trình sai phạm, ban hành 159 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng công trình sai phép, trái phép, quản lý đất đai. Tổ chức cưỡng chế tháo dỡ và vận động tháo dỡ 60 công trình vi phạm. Năm 2024, thị xã Sa Pa tiếp tục nâng cao chất lượng đề án Sa Pa sạch, triển khai các biện pháp chống ùn tắc giao thông trong khu vực nội thị, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền vận động, tiến tới chấm dứt tình trạng trèo kéo, đeo bám khách.